Có cái ống luôn à? Ừ. À có cái ống luôn thì không biết. Chùa cũng sần quá bác, một dưới da mà sần cái móng tay luôn, nhìn thì không thấy mà rờ vô cũng sần cái. Mấy đứa 12 năm này bị ảnh hưởng ghê lắm nè. Ở nhà biết. Như là hậu môn, à hậu môn như đi học lại như. Dạ thứ hai tới đó. 14 nữa đúng không? Dạ 14 đó. Anh ấy đúng là bôn còn trước kìa. Bôn ngay cái ngày 21. 14 hoặc 21. Ừ. Chắc là 21 bởi vì cấp lớn đi học trước. Mụ mấy đứa nó đi học hết rồi, cho vô kia đi mới chịu đi. Ủa đó hả? Đứa nó đi học hết trơn rồi, mấy đứa cấp 2 đi học đầy, nó rồi quận Hải Châu đi học hết rồi. Ủa đó hả em? Đúng, quận Thanh Khê là chưa thôi. Quận Thanh Khê mà vẫn có mấy trường cấp 2 họ đi học đó, trung tâm cũng học vậy đó. À đúng rồi, chị mà ta. Trường chưa cho đi đó, trường đó mình sao rồi. Trường trung tâm chưa... Trung tâm với Thái Phiên hả? Thái Phiên chưa hả? Chưa hả? Ừ. Chị hỏi thiệt chứ em nghĩ lao đó, tụi em có thích đi học lại không? Thích đúng không? Thích chị, hả có kiến thức mà đi học đã được kiểm tra, biết cái gì mà kiểm tra. À đúng rồi. Học ôn vui lắm mà, có nửa tiếng đồng hồ mới, tiết có nửa tiếng này. Ừ. Sao cái nghỉ 15 phút. À, học vui lắm. Học cho có luôn đó. Ừ. Bôn nhà mình là không thích đi không rồi đó. Bên nhà chị là thích đi không rồi đó, nhưng mà không phải vì đam mê về học hành đâu, vì lao quá rồi, ở nhà nhớ bạn thôi chứ. Mới gặp mới không gặp như mấy tháng nữa. Chị thấy em tăng căng nhiều lắm nó chưa ngay. Mấy bữa mất mất theo kiểu trắng trắng dễ thương, mà bên đây theo kiểu là thiên về hơi 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 mập rồi đó. Như mấy bữa là đẹp mất mất mất. Ừ, chị thấy da em cũng hơn đen, đúng rồi, hình mấy bữa dễ thương, trắng 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 dễ thương. Dịch là nhỏ buồn quá không ăn được. Da bé Như dễ thương đẹp lắm, trắng bóc. Nhớ hết mà mấy bữa hai đi chung với thằng cu hồi đó đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi. Đi với thằng cu đẹp trai anh. Dạ ông Tám nhớ. Cô nó làm dễ thương. Nhưng mà
mụn nhỏ. Thấy cái tay cầm cái kia nó lùn tay luôn. Chắc mình thường mình thấy cái tay đó. Ít thái hơn, trừ thì thái nhiều hơn. Cái kia miếng già hơn, nó phải đỡ thái hơn nhé anh. Cái phải bà Hạnh bà mập mập đúng không kia? Bà ốm. Ủa bà ốm đó hả? Chị ta biết à? Một mấy nhỏ tùy tục nhưng mà để dạy xem đây. Tìm thấy là nó thật đi. Mày biết được tao là đúng không? À đúng rồi.